Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip để mình hướng dẫn và giải thích cái cách sử dụng cái bút đo nồng độ TDS ở trong nước nha. Thì ở đây hôm nay mình có chuẩn bị sẵn ba cái chén nước. Đây là cái nước đầu nguồn này, nước từ dưới giếng lên này. Đây là cái nước sau khi lọc qua màng RO. Và đây là cái nước ở đường nước thải của máy RO. Thì có nhiều bạn mua cái máy này hoặc là được cấp cho cái máy này nhưng mà lại không biết sử dụng nó như thế nào, rồi cũng không hiểu về nó luôn. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái để cho các bạn hiểu về nó hơn. Thì ở đây nó là chỉ số 000, nó có thể đo được nhiệt độ của nước, là bấm vào đây đó, cái này on off, còn cái nút giữa này là để giữ lại, tức là khi mà các bạn đo xong các bạn bấm vô là nó giữ lại cái chỉ số. Thì về đo cái chỉ số TS chỉ cần bấm lên là được, còn khi nào cần đo nhiệt độ thì mới bấm cái này thôi. Đó, bây giờ mình sẽ đo cái nước đầu vào ha. Ở đây thì nó là 174. Đó. Sau khi lọc xong thì nó còn là 0.10. 0.009. Sau mình cho mình đo ở bên kia nó còn dính cái bút một chút ha. Đây là nước thải 206. Thì qua ba cái chỉ số đó thì các bạn hiểu là nước đầu vào sau khi lọc xong nó sẽ lấy bớt đi 30% nước sạch ở trong này, 70% còn lại nó sẽ phải chứa hết toàn bộ nồng độ chất bẩn ở trong cái nước đầu vào, thì cái chỉ số TDS nó sẽ dâng cao hơn, tại vì lúc đó cái chỉ số của nó là bị cô đặc hơn 209, còn nước đầu vào thì lại chỉ có là 171. Thì như vậy qua câu chuyện đây thì mình cũng muốn nói với các bạn là cái nước thải của máy lọc nước thì các bạn không nên xài, tại vì nó bẩn hơn so với lại nước đầu nguồn. Thì vì sao thì mình vừa nói rồi. Còn cái chỉ số TDS này nói lên điều gì? Thì cái ba con số này Bộ Y tế cho phép là dưới 0.50, tức là nước dưới 0.50 là ở mức cho phép để uống, tức là cho phép để uống với điều kiện là không có vi khuẩn nha. Tức là bút này nó chỉ đo được cái nồng độ TDS, tức là nồng độ khoáng chất ở trong nước thôi, như là kim loại nặng các kiểu á, chứ không phải là cứ dưới 0.50 là uống được, thì nó lại sai đó. Thì thường thường đi qua những cái màng lọc RO mà loại 1 á, của Phyntech Down á, thì nó sẽ dao động là từ 0.00 cho tới 0.15. Đó là những máy bình thường. Còn trên 0.15 thì các bạn cần phải xem lại cái lõi, hoặc là nếu mà nước đầu nguồn vào mà nó quá bẩn thì lõi RO cũng không thể nào xử về 0.00 được. Thì các bạn cần phải xử lý trước cái nguồn nước đầu vào bằng cách là lắng, hoặc là lọc qua cát, hoặc là lọc qua những cái trụ lọc khác để bổ sung thêm cho cái máy lọc nước để hỗ trợ nó, để đưa nó về cái chỉ số thấp nhất có thể. Chứ không thể nào mà một cái lõi RO mà có thể xử một phát một, ví dụ như là có những nguồn nước nó lên tới 500 lận thì không có cái lõi RO nào mà có thể đưa nó về dưới 0.09 như cái máy của mình được hết. Cái này là từ 154 mà nó đưa về 0.09 thì như vậy là đó là lõi đạt chuẩn rồi. Tuy nhiên thì máy của mình cũng đã xài hơn 1 năm nay. Còn cái lúc mới mua thì hầu như nó chỉ là 0.00 hoặc là 0.03 thôi. Hồi đó mình có đo rồi. Còn bây giờ dưới 0.50 là được uống, dưới 500 tức là 500 á thì được sinh hoạt như là tắm rửa giặt giũ, rồi là rửa chén rửa đồ gì đó. Còn dưới 1.000 thì các bạn chỉ được sử dụng là gọi như là sử dụng những cái như là tưới rau, tưới cây, tưới hoa quả, rồi là rửa những cái linh tinh thôi, chứ các bạn không thể nào đưa vào nấu ăn được luôn. Còn trên 1.000 thì các bạn bắt buộc là phải xử lý, bởi vì lúc đó là cái nồng độ chất rắn ở trong nước nó quá nhiều, có thể là các bạn đang bị nhiễm muối quá nặng hoặc là nhiễm những cái kim loại như chì hoặc là sắt ở trong nước rất là nhiều. Nếu mà các bạn xài những cái nước đó mà các bạn đưa đi nấu ăn thì riêng về kim loại các bạn nấu không bao giờ có thể khử được, như chì, arsen ở trong nước thì cái đó các bạn có nấu cả ngày nó cũng không bao giờ mà diệt được. Muốn diệt được những cái kim loại đó chỉ có lõi RO thì mới làm được. Bởi vậy nên là người ta mới ứng dụng ra để uống. Thì khi mà đo ở sau cái máy RO thì từ 154 mà nó về tới 0.09 thì như vậy rõ ràng là mình cũng có thể tin tưởng được là vi khuẩn cũng đã được loại bỏ rồi.
Còn khi mà các bạn múc nước ở dưới giếng lên, có những cái nguồn nước giếng ví dụ như là ở khu chân thành của Bình Dương, múc ở dưới giếng lên đo là 0.03 luôn, khỏi cần lọc gì hết. Thì cái đó mình là không uống được là bởi vì nó ở trong đó nó chưa lọc vi khuẩn. Còn nhưng mà cái nồng độ TDS thì nó lại không có. Đó thì các bạn cần phải hiểu về cái bút này nó như thế. Tin tưởng vào chỉ số bút thì cũng được nhưng mà phải hiểu về nó thì các bạn mới mới xài được nha. Rồi cảm ơn các bạn đã nghe mình nói nha. Có thắc mắc gì thì cứ comment mình sẽ hướng dẫn. Ở những cái chỉ số trung bình như là chai nước của Aquafina thì mình đã đo cả 100 chai rồi. Chai nào nó cũng là 0.03 hết. Còn những chai nước của Lavie thì mình cũng đo rất là nhiều, nó thường thường là trên 200 đến 300. Thì cái đó chỉ số đó là chỉ số khoáng. Thì ở công ty Lavie người ta báo đó là cái chỉ số khoáng tốt, những cái khoáng chất đó là những cái khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Đó. Còn như nước đầu vào của mình cũng là 200. À đây cái nước thải của mình cũng là 200 nhưng mà nước này thì không biết là nó tốt hay xấu, tốt nhất là loại bỏ. Còn như của Lavie thì người ta có kiểm định, người ta có các cái máy người ta đo thì mình không nói được. Còn nên là chỉ số này nó chỉ nói lên một cái vấn đề nhỏ thôi. Các bạn dùng để kiểm tra sơ bộ thôi. Còn muốn biết chi tiết về nó thì bắt buộc là phải đi viện Pasteur đo nha.